Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở thời các bạn chúng ta thì đều biết rằng nhân sâm là một trong những loại thảo dược quý hiếm ở được nhiều người ưa chuộng sử dụng. Nhân sâm Hàn Quốc thì thông thường có hai dạng đó là dạng tươi và dạng khô, ở cùng những sản phẩm chế biến khác nhau ở nhiều dạng. Tuy nhiên thì dạng tươi lại được ưa chuộng sử dụng hơn. Ở vậy các bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao nhân sâm tươi lại được sử dụng nhiều hơn không ạ? và ngay bây giờ thì kiều anh sẽ bật mí đến các bạn sâm tươi thì có rất nhiều công dụng trong đó thì phải kể đến như là sâm tươi hàn quốc có tác dụng giảm căng thẳng, chống mệt mỏi, xua tan stress, giúp tăng sức lao động chân tay và trí óc, giúp tinh thần của chúng ta minh mẫn tập trung hơn từ đó thì nâng cao hiệu quả công việc thứ hai sâm hàn quốc thì đẩy lùi và ngăn chặn lão hóa cũng như là cải thiện hỗ trợ điều trị một số bệnh thường gặp ở người già như là mất trí nhớ, khó ngủ, kém ăn Thứ ba, ở sản phẩm này thì còn có tác dụng là nâng cao hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể là có khả năng thích nghi cao hơn, phòng vệ đối với những kích thích có hại. Ở một tác dụng nổi bật ở sâm Hàn Quốc, đó là kích thích hóc môn sinh dục nam cũng như là nữ, cải thiện các tình trạng và rắc rối trong vấn đề đời sống tình dục cũng như là rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Sâm tươi thì giúp điều hóa huyết áp, làm giảm cholesterol. Chính vì thế mà nó ngăn ngừa được sự hình thành sơ vữa động mạch, ở các bệnh về tim mạch cũng như là tai biến. Thành phần saponin có trong nhân sâm Hàn Quốc thì có khả năng làm giảm tác hại của các chất phóng xạ. Trong nhân sâm thì còn có chứa RH2, thành phần saponin thì có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư. Bệnh viện ung bướu Hàn Quốc thì đã nghiên cứu và cho biết tác dụng của nhân sâm tươi Hàn Quốc lên tế bào ung thư sẽ giúp hỗ trợ tiêu diệt cũng như là ngăn chặn diễn tiến của bệnh. Theo đó thì người bệnh ung thư được sử dụng nhân sâm giúp cải thiện tình trạng bệnh cũng như là giúp cơ thể của họ khỏe mạnh hơn ở khi sử dụng sản phẩm này hỗ trợ được việc phòng ngừa bệnh hiệu quả. Nhân sâm tươi Hàn Quốc thì được ưa chuộng sử dụng và giúp bồi bổ cơ thể toàn diện ở như là lợi máu, tăng cường sức đề kháng và có hiệu quả mạnh mẽ trong việc là phục hồi thể trạng cho người mới dùng. Ở nhân sâm tươi Hàn Quốc thì còn hỗ trợ tốt trong việc là điều trị các chứng bệnh nan y ở như ung thư, bởi vì trong sâm tươi thì có chứa các thành phần hoạt tính, có thể là ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, nên là sẽ giúp các bệnh nhân ung thư kéo dài cuộc sống. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng tuyệt vời từ sản phẩm này đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc thì cũng cần lưu ý, đó là phụ nữ khi mang thai cũng như là trẻ em dưới 13 tuổi thì không nên sử dụng sản phẩm sâm tươi Hàn Quốc này. Với sản phẩm sâm tươi thì chúng ta có thể chế biến được nhiều món để có thể là tận dụng được hết công dụng của chúng như là pha trà, ngâm mật ong hay là nhân sâm hầm gà, ngâm rượu. Ở nhiều khách hàng của Korea Shop 24 giờ khi sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc này thì đều công nhận rằng sau tuần đầu tiên sử dụng thì họ cảm thấy là sức khỏe của họ trở nên là khỏe mạnh hơn cũng như là các vấn đề về cơ thể thì đều được cải thiện tốt hơn ngoài ra nữa thì với sản phẩm nhân sâm tươi đến từ hàn quốc này trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi nó thì phù hợp với cơ thể của người dùng cũng như là việc nó mang lại những lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe tuy nhiên thì các bạn cũng nên lưu ý thêm một điều nho nhỏ nữa là đối với những người đang bị tăng huyết áp thì không nên sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi trong lúc đó ở à, chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như vậy thôi thì đã có thể là tận dụng được hết những công dụng của sản phẩm này rồi đối với những công dụng tuyệt vời như vậy à, thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình à, tuy nhiên nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm nhân sâm tươi hàn quốc này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Ờ, hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.